26 năm về trước từng có một người mà ai ai cũng quý mến tên là Misaki. Chẳng rõ vì sao nhưng ngay khi vừa mới lên lớp 9, Misaki đột ngột qua đời. Nghe đồn là do tai nạn, quanh trường ai nấy đều sốc. Duy chỉ có một bạn học chỉ vào bàn của Misaki và nói: "Video này được mang đến cho bạn bởi content lười và tôi quằn quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc bất cứ khi nào bạn đếm đủ số lượng thành viên trong nhà. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận." Hiện tại đang là tháng 4 năm 1998. Đây là Capybara Koichi. Cậu vừa chuyển từ Tokyo về một thị trấn nhỏ tên là Yomiyama để sống với dì và ông bà ngoại. Nay đáng ra cậu sẽ nhập học nếu không phải nhập viện do tràn khí màng phổi, căn bệnh di truyền từ ông bố đang đi công tác bên Ấn Độ. Dù chưa đi học được ngày nào nhưng cán bộ lớp này đã đến thăm cậu, trong đó bao gồm có lớp trưởng, ô buồn và waifu thuộc ban phản ứng nhanh. Ba người cố hỏi xem đây có phải lần đầu Koichi tới thị trấn này hay không. Koichi nhận mình từng về chơi nhưng không nhớ là đã ở lại bao nhiêu ngày. Tối hôm đó, Koichi gặp một cô gái đeo bịt mắt trong chiếc thang máy cũ kỹ của bệnh viện. Thấy cô gái mặc đồng phục trường mình lại còn nhấn đi xuống tầng hầm, nơi mà người ta để những chiếc vỏ rỗng không còn đủ sức chứa linh hồn, tức là nhà xác. Cô gái nói mấy thứ khó hiểu như có thứ cần chuyển hay dưới đó có nửa kia đáng thương của cô. Trước khi cô gái bước về phía hành lang tối tăm, Koichi hỏi cô Kiminonawa. Cô gái bảo mình tên là Mười, Nguyễn Văn Mười. Đầu tháng 5 thì sức khỏe cũng ổn định. Koichi theo học trường Bắc Yomi, được xếp vào bàn nhân vật phụ vì người ngồi bàn nhân vật chính hiện tại là Mười. Tới giờ ra chơi, do là người thành phố nên Koichi được đám bạn hỏi thăm khá nhiều. Không có waifu vì nay cô nghỉ học. Giờ thể dục, Koichi lại phải ngồi ngoài với cậu bạn Tim Cúc. Bị bệnh tim nên chạy là Cúc. Căn bệnh tệ tới nỗi ngồi không ông bạn cũng đòi lên phòng y tế. Tim Cúc đi thì ô buồn tới bắt chuyện. Cô vừa ngã chật mắt cá chân hôm qua nên cũng kiến tập. Koichi hỏi ở nông thôn các lớp không tập thể dục chung ư? Thì được biết chỉ có lớp 3 tập riêng, còn các lớp 1, 2, 4, 5 vẫn tập chung với nhau. Bỗng Koichi nhắc về cô bạn Mây khiến ô buồn cứng đơ họng. Thấy bóng dáng Mây trên sân thượng, cậu leo lên đó luôn. Và để thêm phần kịch tính thì tên đầy đủ của cô gái này là Misaki Mây. Chào hỏi vài câu, Koichi hỏi xem Mây có nhớ đã gặp cậu tại bệnh viện hay không. Mây đã lắc đầu rồi nhưng thanh niên này quá thiếu tinh tế, hỏi thẳng xem cô xuống nhà xác làm gì. Vì hình như cậu thấy cô còn cầm theo một con búp bê. Mây kêu bản thân mình ghét bị chất vấn, nhưng vẫn nói cho Koichi biết là hôm đó có một chuyện buồn đã xảy ra. Xong lại bắt đầu nói mấy thứ khó hiểu như là đám cùng lớp gắn tên của Koichi với cái chết. Nơi này gần với cái chết, lớp 93 này gần với cái chết. Con này bị điên hay sao nhỉ? Mây bảo tốt nhất cậu đừng nên đến gần cô, rồi quay đi một cách nguy hiểm trong khi đánh vần tên Koichi. Tan học, bà ngoại tới đón Koichi về. Trên đường về thì cậu thấy Mây đứng dầm mưa. Không còn nghi ngờ gì nữa, con nhỏ này bị điên thật. Nhưng mà mấy đứa điên lại thường bị hút với nhau. Koichi vẫn cố tiếp cận để nói chuyện với Mây. Tới giờ mỹ thuật, em vẽ gì thế? Dạ quả chanh, nhìn như cái nồi chiên ngập dầu vậy bé Nguyệt ạ. Em có chắc em không gặp vấn đề gì về tâm lý không? Em không. Nhưng tại sao lại bị gọi là bé Nguyệt vậy ạ? Vì méo ai biết đánh vẩn tên em cả. Bé Nguyệt quay ra hỏi Koichi xem có hứng thú với câu lạc bộ mỹ thuật hay không. Vì câu lạc bộ mỹ thuật có cố vấn là cô Mikami vô cùng xinh đẹp. Ok, thằng cô này có vấn đề về sinh lý chứ không phải tâm lý. Koichi đi theo để tiếp tục nói về sở thích hội họa. Có vẻ như có điều gì đó làm cô cậu này bứt rứt, bảo rằng bản thân không thể ngó lơ những điều xung quanh mình được. Chủ đề bứt rứt làm người hàng xóm thân thiện Peter Parker này muốn chen mồm vào. Cậu ta buột miệng nói ra việc cảm thấy bất mãn khi đi học cùng cái lớp 93 bị nguyền rủa này. Koichi nhận ra có gì đó mà mọi người đang cố che giấu. Peter định nói nhưng bị bé Nguyệt chặn họng. Sau đó bỗng Koichi nhìn thấy Mây ngồi trong thư viện, mặc kệ hai thằng được dựa. Cậu bước vào phòng và đóng cửa lại, tiến thẳng tới chỗ Mây để xem bức tranh cô đang vẽ. Khá là vô duyên nếu bạn hỏi tôi. Koichi hỏi cô làm gì dưới mưa. Mây trả lời rất văn thơ, nhưng dịch ngắn lại là bà mới thích. Koichi hỏi tiếp chuyện gì xảy ra với mắt của cô. Chưa kịp nhận được câu trả lời thì bị thầy Bạch đuổi về lớp. Tối đó Koichi tới bệnh viện gặp một chị y tá, người đã chăm sóc cậu và tình cờ có chung sở thích đọc truyện kinh dị. Koichi hỏi liệu có phải hồi tháng 4 có một cô gái đã qua đời. Chị y tá không rõ lắm nhưng đồng ý sẽ hỏi đồng nghiệp giúp cậu. Ngày hôm sau cậu không thấy Mây trong lớp. Giờ tan học, waifu lại cố hỏi một lần nữa xem Koichi từng sống tại đây chưa. Koichi bảo mẹ đã mất khi sinh ra cậu tại đây nên cũng ít về. Vẫn chưa dẹp được hết nghi ngờ, waifu định nói cho cậu vài điều luật cần tuân theo khi đi học lớp này nhưng bị đám bạn cản lại. Cô tỏ thái độ cay cú khi mới chỉ nghỉ một ngày mà lớp đã loạn hết cả lên. Cùng lúc đó ánh mắt của Koichi lại va phải Mây, nên thanh niên đi theo con gái nhà người ta luôn. Giữa chừng thì lại mất dấu. Koichi thấy một cửa hàng búp bê trông giống gồng lỗ cũng được nửa năm rồi. Chị y tá gọi báo đúng là tháng 4 có một cô gái đã qua đời, còn một tên là Misaki hay là Masaki gì đấy. Nghe xong Koichi thẫn thờ, phải chăng cô gái Misaki Mây mà cậu đã thấy chỉ là một hồn ma? Khó nghĩ, cậu tiến vào cửa hàng búp bê. Một bà già đáng sợ cất tiếng chào đón cậu. Học sinh cấp 2 méo đủ tiền mua đồ ở đây đâu, nhưng mà cứ tham quan thăm thả nhé. Koichi ngắm nghía một vòng, thấy cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Bà già không cả nên cậu cứ bước xuống luôn. Thứ khiến cậu để ý nhất là con búp bê trông rất giống với cô bạn nằm trong quan tài. Cậu cất tiếng hỏi sao Mây lại ở đây. Và rồi Mây xuất hiện thật, hỏi lại một lần nữa sao Mây lại ở đây. Vì bà mới thích. Mây muốn biết Koichi cảm thấy như nào về búp bê, rồi sau đó kéo bịt mắt ra để lộ con mắt búp bê của mình.
Ồ, cách tỏ tình này hơi khác mấy bộ rom-com thì phải. May nói rằng con mắt này giúp cô thấy được những thứ không nên thấy nên phải che lại. Thấy cô Ichi cứ hỏi loanh qua loanh quanh, May bèn kể cho cậu biết về người tên là Misaki học lớp 93 26 năm về trước. Sau khi người đó mất, một bạn học đã chỉ vào chỗ của cậu ta và nói: Misaki vẫn còn sống, cậu ấy đang ở ngay đây. Kể từ đó tất cả bạn học, thậm chí cả thầy chủ nhiệm cũng cư xử như Misaki còn sống. Tới cả hiệu trưởng cũng xếp riêng một chỗ cho Misaki trong lễ tốt nghiệp. Tuy nhiên sau khi buổi lễ năm ấy kết thúc, họ giật mình khi thấy khuôn mặt của Misaki, học sinh đã chết, xuất hiện trong bức ảnh. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, nhưng mà cuộc trò chuyện thì dừng lại tại đây. Những gì được nghe vừa rồi có giúp cô Ichi biết được điều gì đang xảy ra hay không? Méo. Ngày hôm sau lại đi học, do quên mang dù, cô Ichi được Ô Buồn rủ đi chung do nhà hai đứa cũng cùng đường. Chưa kịp ra khỏi trường thì cậu bỗng hỏi về May. Ô Buồn quát: đừng nhắc đến cái tên đấy. Chuyện này đánh động tới cả cô Mikami. Cô bảo cứ tạm thời giữ kín chuyện. Cô Ichi về nhà hỏi dì xem mẹ mình học lớp 9 nào và tại sao mọi người lại cư xử kỳ lạ. Dì bảo mẹ cậu cũng học lớp 93 26 năm về trước và mọi chuyện từ từ cậu sẽ biết. Hôm sau đang lóc cóc đi tìm May, tự nhiên Peter Parker gọi cho cậu hỏi han, đồng thời khuyên đừng có dây với mấy thứ không tồn tại. Mọi việc cứ để tháng sau giải thích, vì mấy trò tâm linh không giúp thi được 9 điểm hóa đâu. Do một đứa bạn cùng lớp của cô Ichi là em trai của chị y tá, nên chị cũng biết cậu đang vào mùa thi, cơ mà chị không quan tâm. Vẫn gọi báo cho cậu biết cô gái đã qua đời, tên đúng là Misaki, Fujioka Misaki. Hôm sau cô Ichi speedrun bài thi để được ra ngoài sớm nói chuyện với May. Tại đây cậu hay tin cô gái Fujioka Misaki đã qua đời tại bệnh viện kia là em họ của May. Đồng thời hỏi về việc tại sao tất cả mọi người đều cư xử như thể May không tồn tại. May nhận là mình không tồn tại thật. Bỗng Ô Buồn chạy ra khỏi lớp, cô hoảng sợ không dám đi về hướng cô Ichi và May đang đứng. Chạy tới cầu thang thì trượt chân đánh rơi chiếc dù và khiến nó đâm xuyên qua cổ họng. Hóa ra trước đó cô vội vàng rời khỏi lớp là do nghe tin mẹ gặp tai nạn. Kết quả là hai mẹ con ra đi cùng ngày. Các lớp khác bắt đầu bàn tán về lời nguyền lớp 93. Năm ngoái không có, nhưng khi đã bắt đầu thì mỗi tháng ít nhất một học sinh lớp 93 hoặc người thân của họ sẽ mất mạng. Hôm nay lớp 93 có nhiều người cúp học, người ngoài không muốn dây vào. Còn những người có liên quan sẽ muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhân lúc cô Ichi vào viện kiểm tra sau cú sốc phải chứng kiến bạn học qua đời, chị y tá rủ cậu đi hẹn hò. À, bắt được ngay một thợ săn Hồng Hài Nhi. Chị này chả biết gì về vụ lời nguyền do không học trường Bắc Yomi. Tuy nhiên thằng em chị bảo vụ tai nạn này không phải là accident. Chị y tá nhắc cô Ichi cẩn thận. Chiều hôm đó, cô Ichi gặp cô bạn Juliet cùng lớp thuộc câu lạc bộ kịch. Đang nói chuyện thì tấm kính bên cạnh tí rơi vào đầu hai đứa. Cô bạn kêu hoảng loạn. Cô Ichi thì trở lại cái tiệm bán búp bê đắt lòi chị. Quả nhiên thấy May ở đây. Sao cậu lại cúp học? Vì bà mày thích chứ làm sao? Tao trả lời mấy lần rồi. Không, May không cục xúc như thế, nhưng nhất quyết không chịu giải thích chuyện gì đang xảy ra dù có vẻ biết rất rõ. Cô Ichi quay đít về nhà và gặp bà dì. Biết được 15 năm trước dì cậu cũng học lớp 93. Dì một lần nữa nhắc cậu nhớ tuân thủ các quy tắc. Cô Ichi cày vai. Cả cái phim này không ai biết về tỷ lệ giữ chân người xem à? Hôm nay là mùng 3 tháng 6, không khí trong lớp trùng hẳn xuống, nhiều người bàn ra tán vào. Có người nghĩ tai nạn vừa rồi chỉ là sự trùng hợp, đứa thì lại thắc mắc tại sao lại chuyển thêm học sinh vào cái lớp của nợ này. Chắc tại lão hiệu trưởng mới không phải là người chơi hệ tâm linh. Câu hỏi cần trả lời hơn là nên giải thích mọi chuyện cho cô Ichi, vì chọn từ ngữ không tốt sẽ khiến cả lớp gặp nguy hiểm. Kể cả anh bạn Peter hứa sẽ giải thích nhưng cũng không làm. Chị y tá cố giúp cô Ichi tìm hiểu bằng cách hỏi đứa em. Tuy nhiên khi hỏi với cô bạn Misaki May thì đứa em bảo lớp không hề tồn tại người tên như vậy. Vừa dứt lời thì chiếc thang máy bệnh viện rơi tự do khiến chị y tá tử vong. Không khí trong lớp đã tệ nay càng tệ hơn, gây ảnh hưởng tới các thầy cô trong trường. Trợ giảng Mikami hay còn là cô giáo mỹ thuật thậm chí còn cho cả lớp tự học. Thấy thợ săn quý bà có một nỗi lo lắng to lớn cho cô giáo viên yêu thích của mình, nhưng hỏi thì vẫn méo chịu nói. Cô Ichi tức quá, cúp tiết, chạy tới thư viện để xem cuốn album tốt nghiệp của trường 26 năm về trước. Nhanh chóng tìm thấy mẹ mình hồi học lớp 93. Thầy Bạch cũng ở đó và nhanh chóng nhận ra bà. Thầy chỉ biết bà đã mất nhưng nguyên nhân thì không rõ. Cô Ichi kể mẹ mình mất 15 năm trước, sau khi bà sinh ra cậu. Cô Ichi sau đó được gọi đi lấy lời khai vì là người cuối cùng nói chuyện với chị y tá. Được biết nguyên nhân chính dẫn tới vụ tai nạn là dòng dọc bị đứt. Dù sao thì bệnh viện cũng được xây cách đây mấy thập kỷ rồi. Về lớp thì đã hết tiết. Waifu vừa được bầu lên làm cán bộ lớp mới thay cho Ô Buồn. Cô Ichi rủ hai thằng bạn về chung. Trước đó Waifu đã lệnh cho cả lớp tuyệt đối không cố gắng giải thích cho cô Ichi. Bé Nguyệt mong cô Ichi sẽ hiểu rằng đây là vì sự an toàn của tất cả mọi người. Nhưng Tim Cúc cảm thấy như thế thật không công bằng. Đang định nói về Misaki May thì cậu bị lên cơn đau tim, cúp luôn tại chỗ. Từ hôm đó, ai cũng cư xử như thể cô Ichi không tồn tại, kể cả cô Mikami. Thầy chủ nhiệm lại cố động viên mọi người và nhắc tất cả tuân thủ nội quy lớp 93. Bị mọi người làm ngơ nên cô Ichi có thể tha hồ cúp tiết mà không bị ai nói. Cơ mà bé Nguyệt vẫn cố đưa cho cậu bảng nhân công của lớp cùng một lời nhắn hãy đi hỏi chuyện May, thứ mà cậu đã làm từ đầu phim tới giờ nhưng không mấy tác dụng. Cuối cùng cô Ichi cũng có thể tự tin rằng mình không bị điên. Cô gái tên Misaki May có tồn tại, chỉ có điều là tên của cô đã bị gạch đi trên bảng phân công. Nhà của May chính là cái tiệm búp bê và người tạo ra những con búp bê là mẹ của cô. Lần này gặp May, cô đã mở lòng và sẵn sàng dẫn cô Ichi về phòng để giải thích. Theo như cô kể thì bản thân đã bị cả lớp xem như không tồn tại từ mùng 1 tháng 5.
Nguyên nhân sâu xa là vì một lời nguyền từ 26 năm về trước. Ngay sau cái năm mà bức ảnh có mặt người chết được chụp, lớp 93 bỗng thiếu một bộ bàn ghế. Ban đầu không ai để ý lắm, nhưng kể từ tháng 4 năm đó, mỗi tháng lại có ít nhất một người liên quan tới lớp 93 qua đời. Theo như May tìm hiểu thì năm đó đã có tổng cộng 6 học sinh và 10 người thân trong gia đình ra đi. Những năm sau mọi chuyện vẫn diễn ra tương tự. Dẫu có chuẩn bị kỹ đến đâu đi chăng nữa thì khi nhập học lớp 93 vẫn thiếu một bộ bàn ghế. Nói cách khác là một người trong lớp bị rôi ra. Cứ như thể sau khi nhập học, tên của người đó mới có trong danh sách lớp. Có vài lời đồn rằng họ vốn không thuộc về lớp 93 năm nay, mà là một người chết do có liên quan tới lớp 93 những năm trước đó. Họ thâm nhập vào lớp học thông qua việc gây xáo trộn ký ức của mọi người xung quanh, kể cả là của chính họ. Họ không biết mình đã chết và vẫn có ký ức khi còn sống. Cũng từng có vài cách đối phó, ví dụ như đổi phòng học hay là đổi tên lớp, nhưng đều không ăn thua. Sau khoảng chục năm, học sinh lớp 93 bắt đầu tin rằng lời nguyền chỉ xuất hiện khi sĩ số tăng thêm 1. Vậy nên lớp 93 có nội quy là làm như thể một học sinh trong lớp không tồn tại để sĩ số trở về như ban đầu. Nó như một dạng bùa chú, cơ mà hiệu quả chỉ được 50%. Có năm vẫn có người chết. Đối với năm nay, vì từ đầu năm không thiếu bộ bàn ghế nào nên chả ai quan tâm đến lời nguyền. Đang ngon ăn thì tự nhiên lại có một thông báo rằng cô Ichi sẽ chuyển vào lớp, tức là lớp thiếu một bộ bàn ghế. Sợ đây là dấu hiệu của lời nguyền, May đã được chọn vội để làm người không tồn tại. Vì sao á? Vì với tính cách của cô thì khá chắc cô là người từ đầu năm tới giờ ít giao tiếp với mọi người nhất. Thầy giáo đã hỏi ý kiến May và cô cũng đã đồng ý hợp tác. Ba thành viên của lớp thì được cử tới thăm cô Ichi trong viện. Waifu lần đó đã tranh thủ sờ tay để chắc chắn cậu là người sống, vì nếu là người chết tay sẽ lạnh. Cả lớp đồng ý sẽ đối xử với cậu như thường khi cậu bắt đầu đi học vào tháng 5. Tuy nhiên do chả ai muốn giải thích cái lời nguyền, còn cô Ichi cứ cố tiếp cận May. Chỉ ngay sau đó một học sinh đã chết. Cả lớp nghĩ rằng cô Ichi tương tác với May đã khiến bùa chú yếu đi. Thế là từ giờ họ quyết định giả vờ như cậu cũng không tồn tại luôn. Chung quy lại thì cũng tại sự tuyệt vọng. Khi bao quanh là cái chết thì con người còn biết làm gì ngoài cố lẩn vào đám đông và cầu nguyện mình không phải là kẻ tiếp theo. Đối với May, cô đồng ý để mọi người xem bản thân như không tồn tại vì cô cũng đã từng suýt mất mạng. Đó là hồi 4 tuổi khi cô phải phẫu thuật để lấy khối u trong mắt. Giờ thì hai người đã bị cả lớp phớt lờ. Nếu cách làm này hiệu quả và không có thêm ai chết thì hai con người bị cô lập vẫn có nhau. Đây là một điều tốt. Tối đó ông già gọi điện hỏi thăm cô Ichi. Lão nói như thể một năm rưỡi trước cậu đã ở đây xong lại bảo mình nhầm. Cô Ichi cũng chẳng mấy bận tâm vì đang bận mơ về cảnh romantic giữa những ngày tháng đen tối. Hai đứa khiêu vũ trong lớp mà không ai để ý tới. Thực tế thì không được lãng mạn như vậy. Tuy được gần gũi với một cô gái thì cũng khá là vui. Nhất là khi cả lớp bận học còn hai đứa thì ra sông nghịch nước. Giờ thể dục lên sân thượng tâm sự. Giờ mỹ thuật thì lại lên phòng thư viện để xem cuốn album. Thầy Bạch vẫn ở đây. Ông không hề làm lơ hai đứa vì tin rằng bản thân mình nằm trong vùng an toàn. Chỉ có giáo viên và học sinh lớp 93 cùng với người thân đang sống tại thị trấn này thì mới chịu ảnh hưởng. Vậy tức là rời thị trấn là an toàn. Thầy Bạch tin là như vậy. Lão chưa rời khỏi đây vì mọi thứ bắt đầu là do lão. Lão là chủ nhiệm lớp 93 26 năm về trước. Lẽ ra lúc đó lão không nên hùa theo đám học sinh mà cư xử như Misaki còn sống. Lão vừa sợ nhưng cũng cảm thấy có lỗi nên quyết định ở lại trường với tư cách thủ thư thay vì giáo viên. Về người tên Misaki 26 năm trước, cậu nam sinh đó mang họ của thị trấn này, Yomiyama. Trong một đêm tháng 5, căn nhà của cậu bị thiêu rụi, tất cả người thân trong nhà đều đã cháy thành tro, bao gồm cả đứa em nhỏ hơn cậu 1 tuổi. Với bức ảnh tốt nghiệp có mặt người chết, vì đã quá sợ hãi nên thầy Bạch không còn giữ nó nữa. Tuy nhiên vẫn còn bảng phân công của lớp 93 suốt 26 năm qua. Theo đó vào năm 1996, từ đầu năm cả lớp đã quyết định phớt lờ một người tên là Mami Asakura. Bùa chú năm đó đã thành công, không có cái chết nào xảy ra cả. Tuy nhiên sang kỳ 2 thì Mami không chịu nổi nữa và yêu cầu được cư xử như bình thường. Bùa chú mất tác dụng và gây ra 7 cái chết. Vấn đề ở đây là người tên Mami Sakura đó trước khi học khóa 96 thì đã từng học khóa 1993 và được ghi nhận là đã chết. Thầy Bạch chỉ nhận ra điều đó sau khi khóa 96 tốt nghiệp và Mami Asakura biến mất. Vậy tức là khi khóa 96 bắt đầu, tên của Mami trong bảng phân công năm 1993 đã nhảy sang năm 1996. Ký ức của mọi người bị xáo trộn nên không nhận ra sự bất thường. Chỉ tới khi khóa 1996 tốt nghiệp, danh sách sẽ tự động trở về trạng thái bình thường. Tên của Mami trở lại bảng phân công năm 1993, kể cả ký ức của các học sinh hay giáo viên về Mami cũng biến mất. Bạn thắc mắc nếu danh sách trở về bình thường và ký ức đã bị thay đổi, thế thì làm sao thầy Bạch biết được Mami đã học khóa 1996? Đó là vì năm 1996, lớp 93 đã may mắn khi chọn phớt lờ đúng Mami, người đã chết. Cái tên Mami Asakura được ghi xuống bên dưới bảng phân công. Lời nguyền có thể khiến cái tên trong bảng phân công trở về vị trí cũ, tuy nhiên không thể làm biến mất cái tên ở dưới bảng phân công hoặc ít nhất là chưa. Điều này tôi sẽ giải thích ở cuối video. Tóm lại, thầy Bạch biết Mami là người rôi ra ở năm 1996. Cơ mà đấy, người rôi ra chỉ có thể được phát hiện sau khi tốt nghiệp nếu may mắn. Thậm chí kể cả có phát hiện người rôi ra trước khi tốt nghiệp thì cũng chả để làm gì. Bùa chú duy nhất mà lớp 93 biết là coi một người trong lớp không tồn tại, chứ không phải tìm ra người đã chết. Thầy Bạch còn cho biết chỉ có duy nhất một lần lời nguyền dừng lại ở giữa năm. Đó là 15 năm trước, năm 1983, năm dì của cô Ichi học lớp 93. Và cũng là cái năm mẹ cậu qua đời. Cô Ichi chạy về hỏi dì xem chuyện gì đã xảy ra năm đó nhưng cô lại không nhớ. Nay là ngày 13 tháng 7, thầy chủ nhiệm bước vào.
Nhưng thay vì cổ vũ tinh thần cả lớp như mọi khi, thầy lôi từ trong túi ra con dao tự cắm vào cổ mình, ketchup bắn tung tóe ra khắp lớp. Không chỉ 44, cảnh sát khám xét nhà thì còn phát hiện ra thầy đã sát hại cả người mẹ nằm liệt giường của mình. Vậy là cái trò phớt lờ hai người không có tác dụng. Một số người đã chọn trốn khỏi Yomiyama tới hết kỳ nghỉ hè. Koichi cũng mây tới thư viện gặp thầy Bạch để hỏi về khóa 15 năm trước. Khóa 15 năm trước theo như bảng phân công thì có 7 người chết, nhưng quan trọng nhất là người bị phớt lờ năm đó không được ghi tên. Liệu đó có liên quan gì tới việc lời nguyền dừng lại? Có người lý giải là tại mùa hè năm đó, học sinh đã tới Yomiyama cầu bình an. Tuy nhiên những năm sau đó cũng có người thử nhưng không thành công. Tới bây giờ còn có cách nào đều phải thử hết. Cô Mikami thông báo lớp sẽ đi dã ngoại 3 ngày từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 8. Cô Ichi thì hiện đang tò mò với bức ảnh tốt nghiệp có mặt người chết. Cậu hỏi ông Bo xem mẹ để ảnh tốt nghiệp ở đâu. Được biết khả năng tấm ảnh vẫn đang được cất ở đâu đó trong nhà ông bà ngoại. Chưa tìm thấy tấm ảnh, cậu được waifu, bé Nguyệt và Peter gọi ra quán cà phê bàn chuyện. Một trong những nhân viên của quán là chị của bé Nguyệt. Chị cũng từng học tại Bắc Yomi và có được một thông tin quan trọng. Quán này có một vị khách quen là Katsumi. Anh ta có liên quan tới lớp 93 15 năm về trước. Thậm chí còn có vẻ chính là người đã chặn đứng lời nguyền. Giờ cả đám phải tìm cách để gặp trực tiếp người tên Katsumi này. Cô Ichi tới nhà rủ May đi cùng. May từ chối vì gia đình cô có kế hoạch khác tại một căn biệt thự nằm ngoài thị trấn. Cô Ichi trở về nhà nói chuyện với dì. May mắn thay, dì của cậu từng cùng câu lạc bộ với Katsumi nên biết rất rõ về anh ta. Dì bảo sẽ dẫn đám bạn của cô Ichi đi gặp trực tiếp. Người tham gia chuyến đi tất nhiên sẽ có thợ săn quý bà, Peter, waifu, mi sói và sát long nhân. Vì bố này bị say xe, xe của dì cô Ichi hơi chật nên có thêm cả xe của nhà waifu nữa. Katsumi hiện đang sống và làm việc tại một resort nằm ngoài thị trấn Yomiyama. Cả đám đang chiêu chiêu thì từ đằng sau một con xe bồn đi đến khiến ai nấy đều im thin thít. Vượt qua lãnh thổ Yomiyama thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tới resort, vì Katsumi đi vắng, cả đám quyết định đi ra biển chơi. Bốn thằng con trai mà để hai đứa con gái bê một con cá rõ to. Mấy anh Tây Lông nên học tập. Tại bãi biển thì cả đám vô tình gặp May. Hóa ra biệt thự nhà cô gần khu này. Đi chơi càng đông thì càng vui. Tôi thích những gì studio đang cố làm ở đây. Cả đám ăn dưa hấu. Thợ săn quý bà vẫn đang làm tốt công việc của mình. Cả bọn rủ nhau đi bơi. Xây mụn đầu đen bằng cát. Peter mang dụng cụ nấu ăn nhưng không mang nguyên liệu. Thế là cả đám chia nhau ra kiếm. Ăn xong lại đi đánh bóng. Katsumi không gọi được cho gì cô Ichi nên ra tới tận bãi biển để tìm. Rõ ràng là lâu lắm rồi không liên lạc, nhưng Katsumi lại cứ mang máng nhớ gần đây đã thấy cô ở đâu đó. Mọi ký ức cứ hư hư thực thực. Về cách chặn lời nguyền, Katsumi chắc chắn mình đã để lại manh mối gì đó nhưng không nhớ là gì, chỉ biết là đã giấu nó ở trường. Giờ mò được thì đúng quỷ. Một cơn gió mạnh thổi qua khiến quả bóng chuyền bay xa ra phía biển. Sát long nhân xung phong ra vớt, một chiếc cano đi ngang qua tông trúng người cậu. Mọi người sững sờ. Katsumi thì chợt nhớ ra mình đã để manh mối tại lớp học. Điều này chỉ cô Ichi nghe thấy. Một mạng người lại ra đi. Thực tế sát long nhân đã tử vong trước cả khi chiếc cano tông trúng. Theo như lời khai của gia đình thì sáng hôm đó cậu đã bị ngã cầu thang dẫn tới tụ máu trong não. Nói cách khác, dù chết ở ngoài Yomiyama nhưng nguyên nhân tử vong vẫn đến từ Yomiyama. Vì không muốn quá nhiều người dính phải rắc rối, cô Ichi chỉ bàn với bé Nguyệt và Peter về manh mối Katsumi để lại. Bảo nếu nó thực sự có ích thì hãng báo cho mọi người trong lớp. Khả năng lớp học mà Katsumi nhắc tới là lớp 93 ở tòa nhà cũ. Câu lạc bộ mỹ thuật cũng nằm ở đấy. Và cô cậu này còn có chìa khóa phòng nên đó là một nơi hợp lý để hẹn gặp. Khi cô Ichi và Peter tới trường thì gặp Juliet và Ogura. Cả hai đều thuộc câu lạc bộ kịch và tới đây để nói chuyện với thầy Bạch. Hóa ra thầy Bạch không chỉ làm thủ thư mà còn là cố vấn câu lạc bộ kịch, thậm chí còn được khen diễn rất đỉnh. Điều này làm cho hai thằng con trai bất ngờ phết. Đám con gái hỏi hai thằng đang đi đâu. Bị hỏi khó nên cô Ichi đành khai tới đây vì phát hiện manh mối để ngăn chặn lời nguyền. Đám con gái hơi rén nên xin lui. Lên phòng câu lạc bộ mỹ thuật thì thấy mỗi May. Mãi thợ săn quý bà mới đến. Bốn đứa rủ nhau lên chỗ phòng học cũ, dù theo nội quy thì chỗ này cấm vào. Căn phòng khá là lộn xộn. Bốn đứa tìm thấy một cuộn băng có ghi dòng chữ dành cho những ai phải gánh chịu tai họa vô nghĩa của lớp 3 này. Bingo, đây chắc chắn là thứ Katsumi để lại. Anh lại còn chơi cả mực màu hương cơ. Biết cách tạo không khí thật đấy. Bốn đứa đi tìm một cái máy phát để xem có gì bên trong cuộn băng. Ngay câu đầu Katsumi đã giới thiệu tên, sau đó nhận mình ghi đoạn băng này với hai lý do. Thứ nhất là để thú tội, thứ hai là chỉ cách ngăn chặn tai họa. Đợt dã ngoại hè 15 năm trước, có tất cả 22 học sinh đã tới viếng ngôi đền Yomiyama. Thấy ngôi đền này quá cũ, cả lớp quyết định dọn dẹp. Xong xuôi thầy giáo trấn an cả lớp mọi thứ sẽ ổn. Nhưng bất chợt mây đen kéo tới, trời đổ mưa và có cả sấm chớp. Cả đám vội vã xuống núi. Nam sinh duy nhất mang theo ô ăn ngay một quả chidori từ mẹ thiên nhiên. Cả đám chạy thẳng không dám ngoái lại. Một nữ sinh ngay sau đó trượt chân ngã và thiệt mạng. Vậy ngôi đền được confirm là chả có tí tác dụng nào. Chưa kịp tới phần quan trọng thì do bốn đứa lẻn vào đây nên khi có giáo viên kiểm tra thì phải tìm góc trốn. Peter vô tình làm hỏng luôn cuộn băng, trách nhiệm sửa được đẩy cho thợ săn quý bà. Cùng lúc đó, chiếc xe chở Juliet và gia đình đang trên đường rời khỏi thị trấn thì lao xuống vực. Anh trai của cô nàng Ogura thì say bai khi bị một chiếc xe chở gần cầu lao vào nhà. Sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt của các học sinh, nhưng mà hey, lịch dã ngoại đã được xếp. Vài người lớp 93 cùng cô Mikami và thầy Bạch tới qua đêm tại nhà nghỉ nằm dưới chân núi để lại chuẩn bị mai đi viếng đền. Làm tấm ảnh để ai ít selfie còn có ảnh thờ, cuộn băng cũng đã được sửa. Tất nhiên chỉ có bốn đứa đã nghe phần đầu là nghe tiếp. Katsumi kể sau khi xuống núi, anh ta có xích mích với một cậu bạn và không may khiến cậu bị nhánh cây đâm xuyên qua họng. Katsumi sợ hãi chạy một mạch về nhà nghỉ, tất nhiên là không dám kể với ai.
Sáng hôm sau, Kasumi quay trở lại hiện trường thì không còn cái xác của cậu bạn nằm đó nữa. Hỏi đám bạn thì họ thực sự không biết cậu bạn Kasumi nhắc tới là ai. Khoảnh khắc đó, Kasumi biết cậu bạn mình vô tình sát hại chính là học sinh đã chết. Cuộn băng này được ghi 2 tuần sau chuyến đi. Chỉ mình Kasumi biết về cái chết của người Zoya, nhưng sẽ chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi bản thân anh quên đi. Vậy nên anh ghi cuộn băng này để những thế hệ sau biết đường ngăn chặn lời nguyền, đó là giết người đã chết thêm một lần nữa. Có vẻ như tất cả mọi thứ liên quan tới người Zoya thực sự đã bị xóa dần theo thời gian, ngay cả chính cuộn băng này. Kasumi có nhắc tới tên của người Zoya nhưng cả bọn không thể nghe được. Cách để ngăn chặn lời nguyền thì rõ rồi, nhưng vấn đề là làm sao để biết ai mới thực sự là kẻ Zoya, khi mà chính bản thân người đó cũng không biết mình đã hẹo. Mà kể cả khi biết, liệu có ai đó sẵn sàng ra tay với bạn cùng lớp hay không? Bữa tối hôm đó, Waifu đứng lên xin lỗi vì đã không thể đảm bảo sự an toàn cho mọi người với tư cách là trưởng ban phản ứng nhanh. Đồng thời cũng muốn May có lời xin lỗi vì nếu từ đầu cô không nói chuyện với cô Ichi thì những bi kịch đã không xảy ra. May chẳng phản đối gì mà sẵn sàng cúi đầu. Bỗng một cậu bạn gục xuống sàn. Cậu này đã sẵn bệnh hen suyễn, thuốc đem theo đã hết, điện thoại thì không bắt được sóng để mà gọi cấp cứu. Thầy Bạch lên xe chở cậu ta đi viện. May thì gạ cô Ichi về phòng vì nghe nói cậu đã tìm thấy bức ảnh có mặt người chết. Chẳng biết ai với ai nhưng có một người đúng là trông mờ mờ khác hẳn với những người còn lại. Xem mấy tấm ảnh cũ cũng vui. Cô Ichi cho May xem ảnh cả gia đình mình. Mẹ và dì của cậu trông rất giống nhau. Dì cậu cũng thích vẽ như May vậy. Chuyện bắt đầu đánh sang việc mẹ và dì của May là chị em sinh đôi. Dì của May là mẹ của đứa em Fujioka Misaki mất ở đầu phim ấy. Sau khi cưới chồng, dì của May mang thai trước và cũng sinh đôi. Còn mẹ của May thì sẩy thai. Khi đó gia đình dì May gặp vấn đề về tài chính, thấy chị gái đau đớn vì mất con, dì May đã gửi một đứa tới chỗ của mẹ May. Đứa trẻ đó chính là May. Nó dường như là định mệnh khi người dì đặt hai đứa con, một đứa tên là Misaki, một đứa tên là May. Nếu mẹ May nhận cô bé Misaki rồi lấy tên theo họ bố thì tên đầy đủ của cô bé sẽ là Misaki Misaki. Nghe giống kiểu sẽ bị bully tới hết năm cấp 2. À mà con bé có sống được hết cấp 2 quá đâu. Đùa thế mất dạy quá. Tóm lại là thực chất May đã được mẹ mình tặng cho chị gái hoặc là em gái. Mấy cái ngôi lằng nhằng quá nhưng mà cũng không quan trọng. Mãi cho tới lớp 5 May mới biết mọi chuyện thông qua bà ngoại. Tất nhiên là cô muốn gặp lại mẹ ruột, nhưng mẹ nuôi thì lại không cho. Dù vậy May vẫn lén tới gặp cô bé Misaki, cũng từng rủ cô bé vào tiệm búp bê chơi. Tại đó cô bé Misaki bảo với cô, vạn vật thua quen. Đồng thời cũng chọn cho mình một con búp bê để May tặng nhân ngày sinh nhật. Nhưng ngày đó không bao giờ đến, cô bé nhập viện và qua đời. Đó là lý do vì sao cô Ichi thấy May đem một con búp bê xuống nhà xác. Cái chết của cô bé vào tháng 4 là khởi đầu của lời nguyền chứ không phải là cái chết của cô cán bộ lớp cũ. Lúc đó cô Ichi vẫn chưa chuyển tới nên May chắc chắn cậu không phải là người Zoya. Hơn nữa về con mắt giả của May, cô khẳng định cô có thể thấy màu sắc của cái chết thông qua nó. Màu sắc biểu hiện rõ nhất ở người âm, nhạt hơn ở những người bệnh hoặc hấp hối. Khi nhìn thấy anh chàng Yomiyama Misaki trong tấm ảnh kia, màu sắc của cái chết rõ nét hơn bao giờ hết. Với con mắt này từ lâu cô đã biết người Zoya là ai. Chưa kịp nói ra cái tên thì Peter đập cửa kêu mình đã gây họa. Cậu khai do bản thân đã thấy lớp trưởng quá khả nghi, hỏi chuyện hồi bé không nhớ, chuyện tiểu học không nhớ. Vậy nên trong lúc đổ tội cho cậu ta là người Zoya thì Peter đã không may khiến cho lớp trưởng ngã khỏi ban công nằm bất động. Nếu cậu ta thực sự là kẻ Zoya thì hai đứa ở đây phải không nhớ, hoặc là lớp trưởng vẫn chưa hẹo. Ba đứa chuẩn bị ra check xác thì thấy một cậu bạn vừa bị đâm mấy nhát vào người. Trong phòng ăn thì ông quản lý nhà nghỉ bị găm dao và chi chít, căn phòng còn bốc cháy, có kẻ nào đó dở máu sát nhân rồi. Ở phòng khác thì bé Nguyệt bảo vừa thấy lớp trưởng xông vào phòng với cơ thể toàn bùn đất. Cậu ta đang cầm con dao đi tìm Peter. Bé Nguyệt do quá rén nên đã kể cho cậu ta về nội dung cuộn băng. Cái máy phát lúc này cũng biến mất. Đang hỏa hoạn nên trước tiên phải sơ tán mọi người khỏi nhà nghỉ. Bé Nguyệt và Peter tới tìm cô Mikami. Không thấy người mà chỉ thấy một hành lang toàn máu. Peter muốn cả đám ra ngoài gọi cảnh sát. Thợ săn quý bà không chịu, cứ khăng khăng đi tìm Crush. Nhưng thay vào đó cậu tìm được bà quản lý với trên tay con dao. Bà tấn công hai thằng. Mi sói thì định tấn công May, bị Koichi cản, cậu ta rời đi. Trước đó Ogura đã kể cho Waifu về việc nhóm Koichi đi tìm manh mối. Waifu đã cùng Mi sói tới chỗ cái máy phát và được nghe toàn bộ nội dung cuộn băng. Waifu đòi đuổi theo Mi sói, cơ mà muộn xử rồi. Mi sói thông báo trên loa về cách để ngăn chặn lời nguyền, đó là gửi người chết về cõi chết và kẻ đã chết ở đây là May. Mi sói tin điều đó vì cô ta học chung trường tiểu học với May. Khi đó mắt cô đã mất một bên, tuy nhiên giờ lại có đủ hai mắt. Cô ta dùng cái bịt mắt để giấu nó đi. Đoạn này nghe cũng không thuyết phục lắm nhưng mà thôi, lúc hỗn loạn thì IQ loài người thường xuống thấp. Sau lời của Mi sói thì mọi người đoàn kết phết trong việc tìm giết May. Cô Mikami đứng ra cản đám học sinh tấn công bạn học, không may ăn một chọc phun điểm focus vào mặt nằm luôn. Cô Ichi đấm thằng bạn sau đó cùng May bỏ chạy, trốn vào một căn phòng. Ogura cố trả thù cho anh trai, thò ra tấn công từ cửa sổ phòng khác để rồi ngã gãy cổ. Có người thì ngửi thấy mùi khét, tìm tới cửa nhà ăn và nghe tiếng nổ lớn. Cô Ichi đang lo lắng cho đám bạn thì bị đâm lén. Sau đó cô ta vô tình vướng vào mấy cái dây, bị treo lên trần nhà và hẹo. Bạn biết vì sao tôi lại gọi là Mi sói rồi đấy. Waifu tớ nhìn thấy May cầm cái gì đó tôi cũng không biết nhưng mà có dính máu. Cô nàng tức giận. May thì bỏ cô Ichi lại chạy đi mất, bảo sẽ xử lý lời nguyền. Vài người cố rời khỏi nhà nghỉ bị đèn trần rơi trúng. Bà quản lý vẫn đang đuổi theo thợ săn quý bà và Peter. Thầy Bạch xuất hiện cứu hai đứa. Lớp trưởng thì lấy bạn học ra làm bia tập ném dao.
Vì thanh niên kiểu tư duy ngược vờ lờ, mi sói bảo kẻ đã chết là mây, nhưng mà giết hết đi thì có phải chắc ăn không? Hơn nữa lớp trưởng vẫn cay Koichi. Nếu thằng như cậu không xuất hiện thì thanh mai trúc mã của cậu đã không bị ô cắm xuyên họng. Giờ cậu ta chả thèm nghe lý lẽ nữa. Chưa kịp xử, Koichi đã bị waifu cho một gậy. Thầy Bạch xuất hiện cản trở cô tung đòn kết liễu, nhưng bị chửi lại là thằng hèn chỉ biết bỏ chạy. Bị cướp vũ khí, waifu lao đi. Thầy Bạch đưa cả Koichi và lớp trưởng ra ngoài. Xong thanh niên quay lại vào trong tìm mây, thấy waifu chuẩn bị tấn công cô. Koichi lao vào cản, một tia sét đánh xuống nhà nghỉ, kính vỡ bắn về phía cả ba, nhưng chỉ găm vào người cô trưởng ban phản ứng nhanh. Chắc tại cô phản ứng chậm. Hóa ra đúng là cô đã gặp Koichi, cụ thể là 1.5 năm trước, ngay sau khi anh họ cô mất. Koichi đã ở đó an ủi cô rằng hai người giống nhau. Căn nhà sập xuống, không thể cứu nàng waifu. Koichi đi tìm mây. Cô đang tới chỗ của người Zoja để kết thúc chuyện này. Cô biết kẻ đó là ai lâu rồi nhưng không thể kể với Koichi, vì đó chính là người dì của cậu. Hay danh tính ở trường thì là cô Mikami, trợ giảng của lớp. Trước khi Koichi nhập học, dì đã dặn cậu phải rạch ròi trong mối quan hệ gia đình và công việc. Vậy nên tốt nhất là giả vờ không quen. Bàn ghế học sinh năm nay đầy đủ nhưng lời nguyền vẫn xuất hiện, bởi bộ bàn ghế bị thiếu là ở trong phòng giáo viên. Koichi cầm lấy cây cuốc từ tay mây, nhưng nghe những lời cầu xin của người dì, cậu tự hỏi liệu mây có đang nói sự thật. Mây kể thêm, chính cô đã chứng kiến dì của Koichi bị một kẻ nào đó tấn công và đẩy xuống sông cách đây 1.5 năm. Các bạn thắc mắc vì sao mây có thể nhớ được cái chết của Mikami, thì có thể vì mây đã biết rõ cô là một người đã chết, hoặc cũng có thể là do cô đã chứng kiến cái chết của Mikami thông qua con mắt búp bê. Koichi nghe vậy thì vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Chỉ tới khi mây nói ra chi tiết cuối cùng, đó là ngoài lớp 93 ra, không còn lớp nào có trợ giảng cả. Điều này hết sức vô lý. Cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra, 1.5 năm trước cậu đã về đây tham dự lễ tang của dì, cũng là lúc cậu gặp được waifu. Ký ức đã bị xóa và tác động bởi lời nguyền. Hiểu ra mọi thứ, Koichi cất tiếng chào tạm biệt mẹ rồi bổ một cuốc vào đầu người dì. Quả nhiên hôm sau không còn ai nhớ về cô trợ giảng Mikami, trừ Koichi và mây. Thầy Bạch cùng hai đứa tới thăm mộ mẹ và dì của Koichi. Lão giải thích cho Koichi biết vì sao vợ chồng quản lý nhà nghỉ cũng bị tác động bởi lời nguyền, bởi vì họ là ông bà của Team Cúp. Koichi và mây sau đó rủ nhau đi dạo một vòng, có hai tấm ảnh lớp. Đám bạn không thấy cô Mikami trong ảnh, nhưng mây và Koichi thì có. Có hai câu hỏi còn lại, liệu hai đứa có quên đi mọi thứ? Thời gian sẽ trả lời liệu mọi thứ đã kết thúc, ít nhất là năm nay. Tất nhiên mấy đứa cũng để lại manh mối cho thế hệ sau, nhưng nhắc nhở là phải xem xét và bàn bạc thật kỹ với mọi người trước khi đưa ra quyết định để tránh những điều đáng tiếc. Có thể đây chưa phải là một bộ anime hay, nhưng chắc chắn là một bộ anime rất đáng để bàn luận. Thể theo tinh thần của phim, tôi sẽ đưa ra một vài giả thuyết để chúng ta bàn luận xem chuyện gì đã thực sự xảy ra trong thế giới của Another. Giả thuyết đầu tiên và cũng là cơ bản nhất, lời nguyền là có thật. Mọi thứ ta thấy là những gì đã thực sự xảy ra. Thế thì chúng ta chỉ cần quan tâm là các nhân vật đã hiểu đúng lời nguyền hay chưa, và tương lai lớp 93 sẽ đi về đâu. Thú thật là tới khi xem hết tôi vẫn không tin vào cái mệnh đề là bùa chú chỉ được 50% tác dụng. Có lẽ bùa chú chưa bao giờ thực sự có tác dụng. Đầu tiên là về cách tiếp cận của bùa chú. Như lớp 93 năm 1998, thầy giáo phải thỏa thuận với Misaki Mei để cô chịu bị phớt lờ. Tôi không nghĩ một lời nguyền sẽ nhân nhượng theo kiểu ok, mày có thể nói 3 câu với một người không tồn tại. Việc cả lớp hoàn toàn phớt lờ một người suốt 1 năm học gần như là không thể. Vậy lý do mà lại có người tin rằng bùa chú có tác dụng? Có thể đó là những năm mà không có học sinh nào chết, mà chỉ có người nhà chết thôi. Thực tế cho thấy những cái chết của người nhà rất dễ bị bỏ qua. Chẳng có ai theo dõi sát sao những cái chết trừ thầy Bạch. Giống như ta đã thấy trong phim, mẹ của Koichi mất năm Mikami học lớp 93 nhưng ông không biết. Có thể ông đã vô tình bỏ qua vì mẹ Koichi lúc này đã theo họ chồng, và cái tên trông không liên quan gì tới đứa em gái Mikami nữa. Còn các trường hợp như thanh niên bị cano đâm, nhận vết thương từ Yomiyama, rồi tới khi sang tỉnh khác thì mới mất mạng, rõ ràng là thầy Bạch cũng sẽ không biết. Vậy nên kết luận của tôi là bùa chú không hề có tác dụng. Tiếp theo là về học sinh rồi ra. Lời nguyền sẽ khiến một người đã chết bởi lời nguyền liên quan tới lớp 93 khóa trước thâm nhập vào lớp 93 năm nay thông qua việc xáo trộn trí nhớ của những người xung quanh. Có một câu làm tôi cực kỳ để ý đã được nói ra ở nửa đầu phim. Tại sao Koichi lại được chuyển vào cái lớp 93 bị nguyền rủa này? Và cô trưởng ban phản ứng nhanh đã nói vì nó thuận tiện cho trường. Đối với lời nguyền cũng vậy, ban đầu tôi đã nghĩ lời nguyền sẽ sử dụng những con người thuận tiện nhất để thâm nhập vào lớp 93 nhằm không xáo trộn trí nhớ của mọi người quá nhiều. Ví dụ như năm 1973, tức là ngay sau năm Yomiyama Misaki qua đời. Người Zoja năm đó là đứa em trai nhỏ hơn Misaki 1 tuổi, tức là nếu cậu nhóc còn sống thì đúng là cậu sẽ học lớp 9, cực kỳ hợp lý. Trường hợp như dì của Koichi bớt thuận tiện hơn một chút, cô được trở lại lớp 93 sau hơn 1 năm chết. Để rõ hơn thì sau khi cô Mikami bị sát hại, trường Bắc Yomi mất đi cố vấn mỹ thuật nên đã dẹp luôn cái câu lạc bộ mỹ thuật, và tới năm 1997 cũng không mở lại. Điều đó đã gây ra sự bối rối cho thợ săn quý bà khi cậu thích mỹ thuật nhưng lại bỏ dở 1 năm. Còn anh bạn học Katsumi, anh này nhớ mang máng đã gặp Mikami gần đây. Tôi đoán anh ta thực chất đã thấy di ảnh của cô ở đám tang. Cũng không rõ lời nguyền ảnh hưởng tới ông bà Koichi như thế nào, mà thậm chí họ dường như còn không biết tới sự tồn tại của người gì. Cả phim hai người không lần nào tương tác với Mikami. Điều tôi muốn nói ở đây là có thể sức mạnh của lời nguyền cũng có hạn. Việc đưa một người đã chết quá lâu sống trở lại khiến cho mọi người có nhiều sự mâu thuẫn trong tâm trí. Tệ hơn là có cả sự mâu thuẫn trong vật lý. Đó là trường hợp của người tên Mami Asakura.
đã chết từ năm 1993, nhưng năm 1996 mới được đưa trở lại. Để rồi kể cả sau khi tốt nghiệp, lời nguyền vấp cỏ và không xóa được dấu vết Mami rôi ra vào năm 1996. Có thể bạn nghĩ những năm đó lời nguyền rất đen khi không tìm được người thuận tiện, nhưng không. Theo tôi tìm hiểu thì người rôi ra năm 1993 lại chính là Yomiyama Misaki. Vậy tức là lời nguyền không hề điều khiển được việc ai sẽ trở thành người rôi ra. Giả dụ như tới năm 2024 vẫn còn lời nguyền, và người rôi ra năm đó lại là Yomiyama Misaki đi, thì tức là lời nguyền phải đưa một người đã chết hơn nửa thế kỷ trở lại lớp 93. Khi đấy vô số sự mâu thuẫn sẽ được tạo ra, và các mâu thuẫn đó là manh mối để học sinh tìm cách ngăn chặn lời nguyền. Vì vậy tôi tin những học sinh lớp 93 năm sau sẽ có tỷ lệ sống sót cao hơn những học sinh lớp 93 năm trước. Giả thuyết thứ hai, tất cả những cái chết chỉ là sự trùng hợp và không có lời nguyền nào. Điều này được thể hiện qua việc lời nguyền xuất hiện tại một thị trấn nhỏ, có đúng hai cái trường trung học. Vậy nên khi một người chết thì tỷ lệ cao người đó sẽ liên quan tới một đứa học sinh bất kỳ ở lớp 93. Thêm nữa, các cơ sở vật chất của thị trấn đều không được tốt, thậm chí đến bệnh viện chùa chiền còn không được tu sửa. Tai nạn là thứ rất dễ xảy ra. Có thể mọi người sợ hãi lời nguyền nên cứ thấy ai chết là sẽ đổ cho lời nguyền. Như cái chết của mẹ Koichi. Koichi sinh nhật vào tháng 10. Mẹ cậu qua đời sau khi đẻ ra cậu, tức là sau tháng 10. Năm bà mất thì lời nguyền đã được Kasumi ngăn chặn từ hè, tức là tháng 8. Vậy mà thầy Bạch không thèm tìm hiểu mà đã kết luận luôn bà chết vì lời nguyền. Còn về mấy vụ người đã chết sống lại hay là các chi tiết tâm linh, có thể đó chỉ là câu chuyện được thế hệ sau thêm mắm dặm muối kể lại. Giả sử nếu bạn là một người ngoài và cố tìm hiểu về lời nguyền, thì bạn sẽ được nghe kể rằng những người chịu lời nguyền đã mất trí nhớ. Bảng phân công năm chịu lời nguyền có sự thay đổi, nhưng giờ thì nó đã trở về bình thường mất rồi. Nghe cực kỳ huề vốn. Cùng lắm bạn sẽ tìm được bức ảnh có mặt Yomiyama Misaki mà theo lời Koichi miêu tả là trông mờ mờ, khác với mọi người. Nghe khá giống hậu quả của Photoshop ngu. Ngoài tấm ảnh đó ra thì chỉ còn cái bảng phân công do thầy Bạch nắm giữ, tức là tính xác thực cực kỳ thấp. Chỉ có người nào thực sự tin một lão già giỏi diễn kịch suốt ngày ngồi du rú trong thư viện thì mới tin được lời nguyền có thật. Cơ mà điều đó lại dẫn tôi tới với giả thuyết thú vị hơn, một giả thuyết bạn chưa từng nghe về bộ phim này. Lời nguyền không hề có thật, nhưng thị trấn này có sát nhân. Nếu như mục tiêu chỉ nằm gọn trong những người liên quan tới lớp 93, vậy ai là người có thể ra tay suốt 26 năm? Đó chính là thầy Bạch. Lần đầu Koichi gặp thầy Bạch là trong thư viện. Lúc này đám bạn vẫn chưa dám giải thích cho cậu về lời nguyền. Thầy Bạch là người hoàn hảo cho vị trí đó, một người đủ kiến thức để có thể giải đáp mọi thắc mắc của Koichi mà không gây ảnh hưởng tới bùa chú. Tuy nhiên lão lại không làm mà đơn giản đuổi cậu về lớp. Kể cả sau khi biết về lời nguyền, Koichi luôn tỏ thái độ ngờ vực và đưa ra các câu hỏi thì thầy Bạch thường xuyên trả lời bằng những câu khẳng định. Có thể nói lão đã cố tình khiến lời nguyền trông đáng tin hơn, vì lời nguyền giúp lão có thể giết người mà tránh bị nghi ngờ, ít nhất là bởi những người trong lớp 93. Trong phim lão bảo mình ở lại trường vì vừa sợ nhưng cũng vừa cảm thấy có trách nhiệm. Trên thực tế lão đã tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm thêm 3 năm trước khi lui về làm thủ thư. Chúng ta không có quá nhiều thông tin về số lượng cái chết các năm khác để so sánh, chỉ biết 2 năm đầu là rất nhiều nên mới sinh ra tin đồn về lời nguyền. Giả sử năm 3 số lượng người chết cũng tương đương, thì dưới góc nhìn của cảnh sát, họ sẽ thấy 3 lớp 93 có nhiều học sinh chết có điểm chung là thầy chủ nhiệm. Cảm thấy dễ bị nghi ngờ nên thầy Bạch quyết định lui về làm thủ thư. Ở đây lão là người quản lý đống bảng phân công, vậy nên cái trò mà tên học sinh từ năm này nhảy sang năm khác, lão có thể làm được. Có một chi tiết làm tôi khó hiểu. Thầy Bạch là cố vấn cho câu lạc bộ kịch và diễn rất giỏi. Có phải lão diễn giỏi nên mới qua mặt được tất cả mọi người? Nếu không thì chi tiết này không hề có ý nghĩa gì trong phim. Chữ câu lạc bộ kịch chỉ được nhắc đến đúng 2 lần. Lần đầu là khi Koichi vừa rời khỏi bệnh viện và gặp Juliet. Cái kính đổ xuống khiến Juliet hoảng loạn. Điều này kích động Koichi tìm hiểu về lời nguyền. Lần thứ 2 là khi hai cô gái thuộc câu lạc bộ kịch tới gặp thầy Bạch. Hai đứa từ chối đi tìm manh mối cùng nhóm Koichi. Mà ngay sau đó thì một đứa mất anh, một đứa mất mạng. Theo suy luận của tôi, Juliet vì muốn rời khỏi thị trấn nên đã tới xin rời câu lạc bộ. Còn cô gái Ogura này thì có thể đã phát hiện ra điều gì đó mờ ám từ thầy Bạch, vì dù sao cô cũng thuộc ban phản ứng nhanh. Sau cuộc gặp hôm đó, có lẽ cô đã chắc chắn thầy Bạch là một kẻ sát nhân. Vậy nên dù thuộc ban phản ứng nhanh, cô lại không hề quan tâm tới manh mối để giải lời nguyền. Tuy nhiên ngay sau đó thầy Bạch đã tính toán cách sát hại gia đình Juliet và cả anh trai của Ogura. Mục tiêu là để đe dọa, không được nói ra bí mật của lão. Có một chi tiết này nghe hơi đần nhưng mà trong manga thầy Bạch trông như này, mà trông khả nghi bờ lờ. Ở cuối phim khi lão ra tay với bà quản lý, mặt lão còn chả biến sắc. Về phần động cơ, như trong phim ta không được biết gì về hoàn cảnh gia đình của thầy Bạch, nhưng lão thật sự đã có vợ, có con và đang sống ly thân. Tôi sẽ không nhắc tới một cái tên cụ thể, nhưng nó làm tôi nhớ tới trường hợp của một kẻ ấm dâu. Như cách Yomiyama Misaki được giới thiệu, cậu được yêu quý bởi tất cả học sinh và giáo viên. Cơ mà tình yêu phải lớn đến đâu để một thầy giáo phải phủ nhận cái chết của một học sinh? Suy luận của tôi là lão này yêu say đắm cậu trai Misaki 26 năm về trước. Thầy Bạch mê mẩn Misaki và thường bám đuôi cậu để chụp ảnh. Trong một lần bám theo, lão phát hiện cậu với mẹ của Koichi yêu nhau. Tức tối, lão tìm tới tận nhà Misaki và phóng hỏa khiến cả gia đình cậu thiệt mạng. Sau đó chính mẹ Koichi là người đầu tiên phủ nhận cái chết của Misaki và nói rằng cậu ấy vẫn còn sống, không thể để tình cảm của mình lép vế so với một đứa con gái cấp 2. Lão cũng hùa theo phủ nhận cái chết của Misaki. Về tấm ảnh có hình Misaki, thực chất là do lão ghép vào nên trông nó có phần khác lạ.
Tại sao tấm ảnh đấy là một bằng chứng vô cùng quan trọng cho lời nguyền mà lão lại bảo mình đã vứt? Vì lão thật sự không có. Tấm ảnh đó đã bị mẹ của Ichi cầm mất. Kiểu có ai sẵn sàng để mua bức ảnh có mặt người đã chết trong nhà không ạ? Tấm ảnh chúng ta thấy trong phim thuộc về mẹ cô Ichi. Thông tin về bà thực sự là vô cùng ít ỏi. Nhưng lại có một dòng miêu tả bà có gu đàn ông tốt, bởi vì bà là người yêu cũ của Misaki, thậm chí là ám ảnh với Misaki. Điều này thể hiện rõ nhất trong chuyện khi tới trước lúc chết bà vẫn gọi tên Misaki. Bà là người duy nhất để tấm ảnh có mặt một người đã chết trong nhà. Tấm ảnh đó lại là bằng chứng cho thấy thầy Bạch là một kẻ ấm dâu. Vậy nên khi sợ có người phát hiện ra, lão đã tung tin đồn về lời nguyền, bắt đầu từ việc giấu một chiếc ghế đi mỗi khi bắt đầu năm học. Điều này vô cùng dễ dàng vì lão là chủ nhiệm. Sau đấy là sát hại các học sinh và người nhà thông qua các vụ tai nạn, nhưng thực chất là đã tính toán. Lão viết ra cái bảng phân công các năm học để học sinh năm sau nhìn vào và thấy lời nguyền trông đáng tin. Nhờ lời nguyền đó mà lão cũng có thể thủ tiêu bất kỳ ai mà không để lộ mình là sát nhân. Chỉ cần người đó liên quan tới lớp 93 là được. Đầu tiên là mẹ của cô Ichi. Điều này thì vô cùng dễ hiểu. Có bà vợ nào đi đánh ghen mà lại chỉ đánh chồng không? Năm 1983, thầy Bạch đã tìm được cách để sát hại mẹ cô Ichi. Tuy nhiên không may cô Ichi đã được sinh ra và lên thành phố học tập. Vậy là lão đã chờ thời điểm thích hợp, tức là năm 1996. Lão sát hại dì của cô Ichi, từ đó khiến cậu có lý do trở về Yomiyama sống cùng với ông bà. Lão có một kế hoạch và cần câu lạc bộ mỹ thuật được mở lại. Tuy nhiên hiệu trưởng cũ không làm. Lão thủ tiêu hiệu trưởng cũ và đưa một hiệu trưởng mới lên với hai điều kiện. Một là để cô Ichi nhập học vào chính xác lớp 93. Hai là tuyển một cô giáo có ngoại hình giống dì của cô Ichi về. Năm 1998, cô Ichi trở về Yomiyama. Có một chi tiết là tất cả mọi người đều thấy cô Mikami, trừ ông bà của cô Ichi. Để tôi viết thành câu khác cho các bạn dễ hình dung hơn. Tất cả mọi người đều thấy cô Mikami ở trường. Chỉ duy nhất cô Ichi nhìn thấy cô Mikami ở nhà. Vậy có lẽ cô Mikami ở trường không phải là dì của cô Ichi, mà chỉ là một giáo viên bình thường có ngoại hình tương đồng. Cô Ichi nhận nhầm giáo viên đó là dì của mình, như một cách phủ nhận cái chết của người dì thật sự. Dĩ nhiên khi trưởng ban phản ứng nhanh hỏi thì cậu cũng phủ nhận luôn việc một năm rưỡi trước đã từng về Yomiyama, vì đó là ngày đám tang của dì cậu mà. Cả phim bạn sẽ thấy cô trợ giảng Mikami không bao giờ tỏ ra gần gũi với cô Ichi, cho tới cả lúc chết. Trước khi bổ phát quốc xuống, cô Ichi đã chào tạm biệt mẹ thay vì dì, cho thấy quan hệ của cả hai người thực sự gần gũi như mẹ con. Tuy nhiên khi cô Ichi cầm quốc, cô Mikami chỉ xin cậu đừng giết mình. Nếu như Mikami thực sự là dì của cô Ichi, biết bản thân là một người chết và cô phải chết một lần nữa để thằng cháu được an toàn, thì lẽ nào cô lại không sẵn sàng? Chúng ta chốt lại là cô Ichi hoang tưởng và nhận nhầm cô trợ giảng là dì của cậu. Thế nhưng còn May thì sao? Chả nhẽ thật sự đúng như cô Ichi nghĩ, cô nàng đã nói dối. Đúng vậy, bạn còn nhớ việc May đem con búp bê vào viện để tặng cho đứa em họ. Nhưng không, cô bé đó đã chết từ tận mùng 4 tháng 4, khoảng 2 tuần trước khi cô Ichi nhập viện. Vậy nên việc May vào viện không phải để tặng con búp bê, mà chính là gây ấn tượng với cô Ichi. Ở lớp cô ít nói và sẵn sàng bị phớt lờ, đơn giản vì thầy Bạch bảo cô làm vậy. Các bạn nghĩ ở đâu là nơi khả nghi nhất trong thị trấn Yomiyama? Đó chính là cái tiệm búp bê của gia đình May. Đến bệnh viện người ta còn không dám để tầng 4, nhưng cái tiệm này lại có địa chỉ là 44. Nó nằm ở một góc phố trông như kiểu bị bỏ hoang, trông không hề giống một cái tiệm kinh doanh bình thường. Lần đầu vào cô Ichi đã hỏi, nơi này bán búp bê thì bà già bảo nửa đúng nửa không. Bà còn nói rằng một đứa cấp 2 không đủ sức mua hàng ở đây, bởi vì ở đây thực sự không bán búp bê, ở đây bán. Chính mồm May nói mình bị đối xử như một món hàng, như những con búp bê. Thực sự là cô đã được bán cho thầy Bạch để giúp lão gieo rắc lời nguyền vào đầu cô Ichi, để rồi cuối cùng dẫn cậu tới việc dùng quốc bổ đầu cô trợ giảng Mikami. Đấy sẽ là chiến thắng dành cho thầy Bạch, vì ở góc độ của cảnh sát, May là nhân chứng cho việc cô Ichi đã sát hại một giáo viên, một người nào đó khác chứ không phải dì của cậu. Và đó cũng là ý nghĩa của cái tên Another. Bạn có giả thiết gì cho bộ anime này? Hãy comment xuống phần bình luận để cho chúng tôi biết. Còn bây giờ thì tôi còn Quại. Xin chào và hẹn gặp lại.